Thưa quý vị, hiện nay ở nước ta có 16 hệ thống sông có diện tích lưu vực trên 2.500 km2, trong đó khu vực miền Trung Tây Nguyên đã chiếm 12 hệ thống sông chính. Khu vực này có mật độ hệ thống sông dày đặc, đa dạng, dòng chảy mạnh, lưu lượng lớn nên thuận lợi cho việc phát triển thủy điện. Vì thế đã có gần 150 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ được quy hoạch và xây dựng. Nhờ ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh và vận hành hồ đập, hệ thống các công trình thủy điện ở miền Trung đã vận hành an toàn, hiệu quả, góp phần bảo đảm năng lượng cho đất nước và chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hiện nay tại tỉnh Quảng Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế có số lượng các công trình thủy điện nhiều nhất ở khu vực miền Trung. Trong đó, tỉnh Quảng Nam có khoảng 47 dự án thủy điện được phê duyệt. Riêng hệ thống sông Vu Gia, Thu Bồn đã có 6 nhà máy thủy điện. Công suất từ 100 MW đến 210 MW đang hoạt động, với tổng công suất trên 1.000 MW. Với hệ thống các công trình thủy điện dày đặc như vậy, để bảo đảm vận hành an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện năng, cấp nước, cắt lũ, giảm lũ cho hạ du và phòng chống thiên tai, thì yêu cầu bắt buộc đối với các công trình thủy điện ở Quảng Nam là phải áp dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào tất cả các khâu quản trị, vận hành, kinh doanh, điều độ, điều tiết hồ chứa. Đặc biệt là vấn đề cảnh báo sớm diễn biến bất thường của thiên tai để có phương án điều tiết hồ chứa hợp lý và giúp người dân vùng hạ du ứng phó hiệu quả với thiên tai mưa lũ. Trong những năm qua, do diễn biến thời tiết thiên tai ngày càng phức tạp, cực đoan, khó lường, nên công ty thủy điện Sông Chanh đã lắp đặt 6 trạm cảnh báo lũ tại 3 huyện miền núi để truyền tin cảnh báo từ xa cho chính quyền và người dân ít nhất 4 giờ khi nhà máy thủy điện Sông Chanh 2 chuẩn bị xả tràn điều tiết hồ chứa. Công ty thủy điện Sông Chanh vận hành đang lưu lượng điều tiết để duy trì mực nước hồ 1.7 hoặc chuyển chế độ vận hành cắt giảm lũ cho hạ du. Đồng thời áp dụng phương pháp nhắn tin SMS đến số điện thoại của cán bộ, người dân các địa phương vùng hạ du để thông tin công tác vận hành hồ chứa, bảo đảm an toàn hồ đập. Nhờ nhận được thông tin cảnh báo sớm, nên chính quyền và người dân đã chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Chủ yếu là người ta làm cá, làm lưới, người ta sống theo ven sông, giữ trâu bò rồi là ghe thuyền. Cho nên khi có thông báo là người ta sẽ có cái cách để bảo vệ tài sản của mình và hạn chế được cái việc đi lạ của con người qua lạ khi nước thủy điện hồ xả. Bên cạnh đó, công ty thủy điện Sông Chanh đã lắp đặt hệ thống camera công nghệ số, giám sát trực tuyến các số liệu vận hành hồ chứa và truyền hình ảnh đến các cơ quan chức năng, phục vụ công tác điều hành phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh. Khi mà áp dụng công tác chuyển đổi số trong công tác điều tiết vận hành hồ chứa, thì công ty thủy điện Sông Chanh có thể ngay lập tức kịp thời thông báo đến các cái tình hình vận hành của hồ chứa cho bà con, đặc biệt là các bà con vùng hạ du. Bên cạnh đấy cũng phối hợp với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai về tìm kiếm cứu nạn để điều tiết tối ưu trong công tác vận hành hồ chứa, tức là đảm bảo an toàn, giảm thiểu tối đa các thiệt hại cho bà con. Cái mặt thứ hai là cùng vận hành hồ chứa tối ưu thì có thể gia tăng được sản lượng, thì cũng làm tăng các cái doanh thu cũng như lợi nhuận của công ty thủy điện Sông Chanh. Trên hệ thống sông Vu Gia, công ty cổ phần thủy điện A Vương đã áp dụng hệ thống quản trị sản xuất thông minh, gọi tắt là XHQ, nhằm xây dựng hệ cơ sở dữ liệu trên mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất của đơn vị, tích hợp với Tổng Công ty Phát điện 2 và chính quyền địa phương. Nhà máy thủy điện A Vương có tổng công suất 210 MW, gồm 2 tổ máy. Lượng điện bình quân hàng năm là 737,35 triệu kWh. Thông qua hệ thống XHQ, đơn vị đã thiết lập quy trình quản trị nội bộ, sản xuất, bảo trì sửa chữa vận hành và được số hóa bằng các báo cáo số liệu tài chính, doanh thu. Đặc biệt, hệ thống quản trị sản xuất thông minh đã thu thập các dữ liệu về thủy văn, quan trắc để phân tích, đưa ra các phương án vận hành, điều tiết hồ chứa, cấp nước, cắt giảm lũ cho hạ du bằng các hệ thống, thiết bị theo dõi từ xa và vận hành tự động. Với việc tích hợp các dữ liệu, số liệu về thủy văn, quan trắc thông qua số lượng mưa trong ngày, biểu đồ dự báo thời tiết, áp lực thấm tự động, nhiệt độ vĩnh cửu, hệ thống XHQ sẽ giúp nhân viên vận hành thị trường điện theo dõi, dự báo lưu lượng nước về đập để vận hành, điều tiết nước an toàn, hiệu quả và thông tin kịp thời đến chính quyền người dân có phương án chủ động ứng phó với các tình huống tiêu cực của thời tiết và mưa lũ bất thường. Hiện tại thì hệ thống quản lý kỹ thuật bằng cái phần mềm XHQ của công ty là đã được tổng công ty nghiệm thu và phê duyệt, và sắp tới thì sẽ có cái đề án triển khai rộng rãi trong các cái nhà máy
thủy điện của Tổng Công ty Phát điện 2. Thì cái đề án này là cũng là một đề án chuyển đổi số, một trong những cái đề án chuyển đổi số nền tảng để xây dựng cơ sở dữ liệu, đồng thời là thu thập dữ liệu tự động, lập báo cáo tự động của tất cả các nhà máy như mô hình của A Vương đang xây dựng, và sẽ chi tiết hơn, đồng thời là hiệu quả hơn nữa khi mà cái số liệu của tất cả các nhà máy đều đã được số hóa và thu thập một cách tự động. Nhà máy thủy điện Hương Điền là công trình thủy điện lớn nhất ở tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng công suất là 170 MW và sản lượng điện bình quân hàng năm là 153 triệu kWh. Nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền đã tiến hành số hóa trong quy trình vận hành và xử lý sự cố thông qua việc tích hợp các dữ liệu thời tiết, lượng mưa, mực nước về hồ để đưa ra quyết định về việc mở cửa hoặc đóng cửa xả của thủy điện, từ đó tối ưu việc cấp điện phục vụ cho kế hoạch sản xuất, cung cấp nước cho hạ du. Việc áp dụng chuyển đổi số còn giúp giảm nguy cơ xảy ra sự cố và tăng cường hiệu quả trong vận hành. Trong những năm qua thì giúp cho công ty là thuận lợi hơn trong cái việc tiếp nhận thông tin cũng như là truyền đạt thông tin từ nhà máy về ban chỉ huy phòng chống thiên tai của tỉnh và các sở ban ngành có liên quan, cũng như là chính quyền và người dân ở vùng hạ du được thuận lợi hơn, thông tin cập nhật nhanh hơn, chính xác hơn, là góp phần cho cái việc là chủ động trong ứng phó với các tình huống xả lũ điều tiết của hồ. Việc chuyển đổi số ở các công trình thủy điện khu vực miền Trung đã trở thành yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao cách thức vận hành, kinh doanh, sản xuất, bảo trì các tổ máy, tiết kiệm chi phí, chủ động ứng phó với những thách thức về thiên tai, biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho toàn ngành điện. Việc áp dụng cái chuyển đổi số vào thì nó sẽ giải quyết được rất nhiều các cái bài toán từ quản lý, rồi phương thức, rồi con người, và đặc biệt là nó có thể mang tính chất giải quyết cho đồng bộ cho cơ quan tổng ty cũng như tập đoàn điện lực Việt Nam trong liên quan đến toàn bộ các cái mảng, các cái mặt từ con người, thiết bị và vận hành. Chúng tôi vẫn đang ở trong cái tiến trình chuyển đổi số ở cái mức là xây dựng cơ sở dữ liệu, và sắp tới sẽ là sử dụng cái trí tuệ nhân tạo để mà phân tích cái cơ sở dữ liệu đó để đề xuất tham mưu và có cái phương án vận hành tối ưu nhất trên cơ sở phân tích số liệu thu thập được. Để đáp ứng chiến lược phát triển ngành điện trong xu thế mới, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đầu tư và khuyến khích các đơn vị thành viên xây dựng hạ tầng công nghệ số cho các nhà máy thủy điện và các hệ thống khác như truyền tải, kinh doanh, điều độ, quan trắc, vận hành, cảnh báo sớm, từ đó đảm bảo phát triển bền vững lâu dài cho các nhà máy thủy điện và hệ thống điện quốc gia. Chuyển đổi số ở các công trình thủy điện vẫn đang ở giai đoạn đầu của quá trình số hóa. Vì thế, đây vừa là cơ hội cũng vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp thủy điện hiện nay. Chúng ta phải đầu tư về cơ sở hạ tầng, về trang thiết bị, và các nhà máy thì nó có những cái hệ thống nó khác nhau và đầu tư ở những giai đoạn khác nhau. Bây giờ ta đưa về hệ thống dùng chung thì theo tôi nghĩ là nó cũng có một số khó khăn, và chúng ta cũng phải đầu tư về cơ sở hạ tầng cho tốt thì mới thực hiện được việc này. Nếu không có thì công việc này nó sẽ bị chậm. Chuyển đổi từ mặt con người cho đến phương thức quản lý, cho phương thức sản xuất. Thì cái này thì nó cũng đòi hỏi mất một thời gian trong quá trình chuyển đổi số. Bên cạnh đấy là cái chi phí cũng như là cái các cái khoản đầu tư để triển khai đồng bộ, thì nó đòi hỏi các cái khoản đầu tư lớn mà cũng phải từng bước làm, từng tập trung vào các cái nhóm giải pháp mà thiết thực, ưu tiên. Chúng tôi cũng như là các nhà máy thủy điện khác có rất nhiều cái lựa chọn trong công nghệ gắn với giá thành và độ tin cậy cũng như độ bền. Thế thì điều khó ở đây là nếu chúng ta mà có cái chi phí không đảm bảo thì cũng là công nghệ, nhưng mà chúng ta sẽ không mua được cái công nghệ bền, cũng không thể là nắm vững cái công nghệ mà chúng ta mua. Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển khu vực vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đã nêu rõ quan điểm cần chú trọng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phù hợp với điều kiện thực tế của vùng, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên rừng và biển, chủ động phòng chống thiên tai và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Do đó, có thể thấy việc phát triển vận hành hệ thống thủy điện ở khu vực miền Trung gắn với việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc và là mục tiêu
phát triển của ngành điện nói chung và các công trình thủy điện nói riêng. Chuyên mục Triển vọng miền Trung xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục sau.